lộ diện người yêu kém 12 tuổi của ca sĩ Như Quỳnh, danh tính khiến dân tình bất ngờ. Có lẽ đường tình duyên lận đận của ca sĩ Như Quỳnh đã khép lại từ đây. Trong một chương trình mới đây, Quang Lê bất ngờ bật mí về người yêu hiện tại của ca sĩ Như Quỳnh. Nam ca sĩ cho biết, anh là người chứng kiến sức khỏe của đàn chị có giai đoạn sa sút, mất ngủ liên miên, phải dùng thuốc. Xong điều này thay đổi khi Như Quỳnh tìm được tình yêu đích thật. Quang Lê đã từng hát thay Như Quỳnh một show ở châu Âu. Ở cánh gà cô ấy bị ốm nặng, người thì rung lên. Thậm chí anh em phải gọi xe cấp cứu, đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Chị hỏi, em hát thay chị phải không? Và đêm đó, tôi phải hát thêm 10 bài, Quang Lê nhớ lại kỷ niệm. Chưa dừng lại ở đó, Quang Lê còn tiết lộ người tình hiện tại nhỏ hơn Như Quỳnh 12 tuổi. Quang Lê hay đùa chị Như Quỳnh chạy theo trend của mỹ nhân showbiz Việt. Anh rất vui khi đàn chị giờ đây có được hạnh phúc. Chị Như Quỳnh rất hạnh phúc Người ấy là thầy thuốc cho Như Quỳnh. Chị không còn bị mất ngủ nữa, hát phong độ ổn định. Với nghệ sĩ chúng tôi, giấc ngủ rất quan trọng. Chúng tôi mất ngủ là tinh thần xuống liền. Cột hơi không tốt, còn quên lời nữa. Giờ anh chị em đồng nghiệp, ai cũng khen chị Như Quỳnh, hoàn toàn hồi phục 100% và hát rất hay, Quang Lê chia sẻ. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc, khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, Khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ảnh khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như Người tình mùa đông, duyên phận, hai mùa Noel. Năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt sâu nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc quản trị, không chỉ bởi giọng hát truyền cảm đầy cảm xúc, gương mặt đường vẽ ô buồn, mà còn mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt. Tài năng xinh đẹp và nổi tiếng, xong cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh đạp không ít trung chuyên đổi vỡ chuyện tình cảm của giọng ca người tình mùa đông từng có rất nhiều lời đồng thổi tuy nhiên nữ ca sĩ chưa lên tiếng giải thích tính của tôi là từ khi còn trẻ đến giờ khi nào mình lên tiếng hay giải thích chia sẻ điều đó tôi cũng không bao giờ mang chuyện bản thân kể cho người khác nghe hay hỏi chuyện của người khác cô Tần bày tỏ so với nhiều người như quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn nữ ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với chồng là kỹ sư không lưu trong chính phủ mỹ có một cô con gái tên Đông Nghi, sinh năm 2007. Tuy nhiên, như Quỳnh tâm sự, cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức hôn lễ. Năm 2015, trong một tác xô, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tâm sự những chua cay cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cô càng mạnh mẽ hơn. Như Quỳnh từng nói rằng, trong con người mình có 50 là đàn ông, 50 là phần trăm phụ nữ. Khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu, cô thấy mình là phụ nữ. Còn khi trở về với cuộc sống đời thương, nữ ca sĩ thấy mình là một người đàn ông. Chính vì thế, Như Quỳnh chia sẻ cô có thể tự chủ được cuộc sống mà không quá phụ thuộc vào người đàn ông. Như Quỳnh nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, những cuộc đời của cô gặp không ít trung chuyên đổi vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương. Song Như Quỳnh chưa bao giờ mặc váy cưới đúng nghĩa. Năm 2015, trong một tác show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy không thể đem lại hạnh phúc cho chồng. Ca sĩ Người Tình Mùa Đông cũng từng không ngần ngại nói về chuyện làm mẹ đơn thân. Vừa làm cha vừa làm mẹ khó quá đi. Quỳnh khó tính vô cùng. Mọi người thấy tôi mặc áo dài, nhưng bước xuống sân khấu tôi là con trai đấy. Nó chơi vậy thôi, tính tình của Như Quỳnh cũng hơi mạnh mẽ, cho nên con gái khi gần lại rất sợ. Ngại lắm nên cháu hay vòi vĩnh bà ngoại, ông ngoại và cậu. Mỗi lần gần mẹ là sợ, bé thường nói, mẹ hát hay nhé, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Thôi con không nói nữa đâu, mẹ giữ qua đi, Như Quỳnh chia sẻ. Còn về phần Ngọc Sơn ở tuổi 50, anh vẫn chưa tìm được bến đổ cuộc đời mình, anh cũng từng tâm sự về tình cảm cao hơn tình yêu của mình dành cho Như Quỳnh. Tôi dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm đặc biệt. Hồi đầu khi mới nghe mà chưa gặp người con gái này, tôi đã thấy rung động giống như bị sét đánh. Tình cảm đó có thể nói cao hơn là cả tình yêu. Sau này thì tôi biết, đó là cả sự ngưỡng mộ trước một giọng ca xứng đáng để nể như thế.